Xương rồng đấy nhá, cẩn thận, ở đây có nhiều gai lắm, đây này nó đâm vào mông nó hơi bị đau luôn đấy. Cậu A có biết đây là cây xương rồng gì không? Xương rồng gì? Xương rồng này có tên là xương rồng tai thỏ đấy. Đây mà là tai thỏ á? Đúng rồi, đây này, lại đây rồi cho xem. Đây này, cậu nhìn thấy chưa, giống hai cái tai thỏ chưa? Đấy, thế còn cái cam, lại đây, chị cho em xem. Có một cái cây xương rồng nhá, có hình cái bánh sinh nhật luôn. Đây này, cam đếm cho chị, xem ở đây có mấy cái bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật to khổng lồ luôn. Thế này, có mấy cái? À đúng rồi, có 3 cái bánh sinh nhật ở đây. Nhưng mà bánh sinh nhật này toàn gai rồi, em làm sao được? Thì đây là cái cây xương rồng mà em cam. Chị thấy, có một bạn nhà con này đang không xuống được thế này. Ôi, trên đây có nhiều gai quá, không xuống được cậu ơi. Ô, nhưng mà tao thấy có một con gà trống ở bên dưới này này. Hay là nó cũng đòi nhảy lên đây để nó cứu cái con gà con này này cậu ơi. Đây này, có gà trống này, có cái mào này, có cái đuôi này cam ơi. Ô, đây này, gà trống đang gọi gà con xuống này. Cam ơi, cam cứu giúp bạn gà con xuống đi. Cam cẩn thận nhá, không ai là người đây. Ủa, những cái gai này chắc lắm đấy. Đâu, đưa đây anh xem nào. Bạn gà con này có chạy được không? Bạn gà con này hình như cũng chạy ở đây cậu ạ. Đây, để tớ thử đặt lên đây xem nào. Đây, để thử đặt bạn gà con đây nhá. Ui, bạn này chạy nhanh chưa này, cẩn thận ngã nhá. Ui rồi ôi, bạn gà con này chạy nhanh lắm nhưng mà ôi, gà trống cũng chạy được luôn này. Em cam làm ngã gà con rồi. Bạn, mình vào đây tiếp đi, xem ở trong đây có cái gì không cậu ơi. Em cam ơi, đi thôi. Nhím ơi, tớ phát hiện ra có một bạn khủng long đang bị mắc kẹt ở trên cái vòng tròn nước này. Cái vòng tròn ý, nó cứ xoay, xoay mãi là bạn khủng long không xuống được cậu ơi. Đâu? À, đây rồi. Một con khủng long đầu dài à. Ôi, hình như đây là khủng long ăn cỏ, loài ăn cỏ cậu ơi. Ôi, lo bị cái guồng nước đưa lên trên cao rồi kìa. Đây là guồng nước à. Làm thế nào để lấy được bây giờ Trang ơi? À, cậu dùng tay đẩy đi. À, cái này nó cứ xoay vòng tròn này. Đúng rồi. Thế thì tớ sẽ chờ nó xuống đây, xong rồi tớ lấy ra nhá. Cái guồng nước này nó to khổng lồ lắm cậu ơi. Cái này á, để người ta lấy nước xong rồi làm cái máy gì, làm cái máy đập bạc đấy cậu ạ. À, đây này, đấy. À, có khủng long đây rồi. Đây, để tớ lấy ra cho. Ui giời ơi. Tôi tưởng là đu quay khổng lồ các cậu ạ. Thế là mới trèo vào, cuối cùng bị kẹt ở trong này không ra được. Này, các cậu ơi, tớ phát hiện ra ở đây có một cái cây kỳ lạ chưa này. Tiếng gì không? Cái cây gì mà nhiều quả chưa này Trang ơi? Cây chả có lá gì cả, nhưng mà toàn quả thôi. Gần chín rồi này. Cây gì mà toàn là quả thôi, để tớ xem xem nào. Chả thấy quả nào rụng cả cậu ạ. Cây này là cây hồng đấy cậu ạ. Cây hồng á? Đúng rồi. Hình như tớ nghe thấy cái tiếng gì ấy cậu ơi. Đây là... Here we go. Ở trong đây này Cam ơi. Hình như anh nghe thấy có cái tiếng gì đấy này. Vào đây mà xem này. Nó cắn à? Cam bắt nó ra đi Cam. Hell no. Ui, ui. Nó lại đánh nó. Cam cẩn thận mà nó cắn Cam đấy. Đây mình là... phải vuốt ve bạn ý thì bạn mới yêu thương mình. Đây là con chó mà. Nó còn biết nhạy theo tiếng mình cơ. Con này nó có răng nhưng mà nó là con chó hiền mà không cắn đâu. Để chị xem nào. Ô, con chó này nó lại còn biết chào Cam Cam cơ à. Nó biết cả tên Cam Cam này. Hay ghê. Thế thì con chó này nó thông minh đấy cậu ạ. À, thì đem về nhà nuôi luôn. Ui, em Cam muốn mang con này về nuôi á. Thế nuôi cả con gà con này xong nuôi cả con chó à. Con gì em cũng nuôi hết. Em còn có con dê tu đung cơ kìa. Dê ơi, ăn cái gì á? Thì ra đây cho và anh nhìn vị Cam đi. Ô, ở đây có cả một cái đống lửa to chưa này. Đống lửa này hình như là để sưởi ấm đấy các cậu ơi. Sưởi ấm á? Lại đây này Cam ơi. Thế này thì mùa đông không lạnh rồi cậu ơi. Ui ấm quá. Ui ui, tay tay tớ làm sao không anh? Trang ơi cứu tớ với. Ui rồi ôi, ai bảo cậu lại để tay vào giữa đống lửa như thế. Tay cậu bị cháy rồi, ở đây có một dòng suối này, cậu ra đi. Ui nóng quá. Ui đã dập được lửa tay. Chưa tay tớ hết lửa rồi. Ui lần sau không dám lên lửa nữa, thế này á cháy hết cả người. Đúng rồi, một cái xích đu bằng tre. Để chị thử ngồi lên xem nào. Nhưng mà bằng tre như thế này, liệu nó có chắc chắn không? Chắc chắn chứ. Này, chơi xong các cậu nhìn tay tớ có bẩn không? Đen xì luôn. Bây giờ tớ sẽ ra dòng suối này để tớ rửa tay nhá.
Ôi Trang ơi, nhìn xa kìa, hình như có con gì nó đang bò đến kìa. Đâu, con gì? Ui, một con cá sấu. Chạy đi. Ơi, em có thích sống ở ngôi nhà ở trên cây này không? Đi lên đi. Này, ở đây có một ngôi nhà trên cây này Cam ơi. Anh em mình đi lên đi. Em Cam ơi, chờ chị với. Lên đây Trang ơi. Wow, cái nhà này đẹp thật đấy. Đẹp quá. Cái này nhìn nó khác luôn kìa. Xem cái đồ của ai mạnh hơn nào. Bóng vào nhau nè. Ui. Rồi. Bóng vào nhau rồi. Wow, một cái thật to khổng lồ. Rồi, bỏ thân ra. Thích không Cam ơi? Hell no! Here we go!